Dạ, em cầm chiếc xe 10 triệu mượn nợ một người 60, một người 30. Thì cái căn nhà là cầm hay là cầm đúng không? Bán. Bán luôn. Thì số tiền mà tổng số tiền mà gia đình mà bỏ ra từ cái lúc bệnh tới giờ là khoảng bao nhiêu em? Trên 600 triệu. Kính thưa tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn, các em thân mến, gốc võ đang đi làm thì tới chỗ làm vẫn còn sớm, cho nên mình ngồi đây mình tâm sự chút xíu về câu chuyện của đứa con dâu Hiếu Thảo đó mà ngày hôm qua gốc võ đã chia sẻ rồi. Thì chắc các bạn cũng đã biết qua câu chuyện này, đến thời điểm này thì cái người cha đã ra đi, gây ra một sự tiếc nuối, tiếc thương cho gia đình, đặc biệt là người vợ và những đứa con thân yêu của ông, tức là anh Phong đó. Cái câu chuyện này nó đã gây ra một cái sự thương xót không chỉ trong gia đình mà còn ở ngoài xã hội. Những người quan tâm tới vụ án này, cái vụ việc này, hàng trăm ngàn người đã theo dõi và đã có những giọt nước mắt xót thương cho anh Phong và gia đình. Cũng đã có nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã giúp. Cho đến thời điểm này thì gia đình cũng đã có những cái lời cảm ơn. Giống như Quốc Võ vừa mới chia sẻ một cái đoạn clip ngắn mà một YouTuber Trúc Ngân đó đã quay lại được và cho Quốc Võ, gửi qua cho Quốc Võ để đăng lên. Giúp cho các bạn khắp nơi, mọi người hiểu thêm về cái hoàn cảnh này nó đáng thương như thế nào, để chúng ta cùng có một cái biện pháp gì đó, cùng chia sẻ giúp đỡ cho cái mảnh đời khó khăn này. Tại vì hiện tại bây giờ là các bạn biết rằng là người thì cũng đã mất rồi, nhà cũng đã mất luôn, mà còn bị thiếu nợ rất là nhiều tiền. Đến thời điểm này thì không biết họ sẽ làm như thế nào để có thể là trong những ngày sắp tới đó sống như ra sao. Dĩ nhiên thì những đứa con còn rất trẻ thì và khả năng của tụi nó thì có thể là tự kiếm sống bản thân mình được, có thể là để dành được một số tiền gì đó, mà khi mà để chuộc lại cái nhà này đó là một thời gian không phải là ngắn, bằng một sự nỗ lực vượt bực. Tại vì cái mong muốn của tất cả mọi người trong gia đình và những người mà quan tâm tới sự việc này, đặc biệt là Quốc Võ đó, thì cũng mong rằng là họ sẽ chuộc lại được cái nhà đó để có một chỗ thờ tự cho ba của mình. Và đó là cũng là cái điều mà ước nguyện trước khi mà cha mất á, thì cũng có ước nguyện rằng là làm sao để giữ được cái nhà đó, làm cái nhà tự, để thờ tự cho họ hàng, chứ lại để cho người vợ của anh Phong đó, là mẹ của những đứa con này đó, cái tuổi già bóng xế thì cũng có một cái nơi ở cho nó yên ổn, chứ không phải mà cả nhà là kéo nhau ra ngoài đường rồi cứ là thuê phòng trọ ở đỡ như thế, thì nó sẽ rất là đau lòng. Bởi vì thường thường là người ta nói là an cư thì mới lập nghiệp, đúng không ạ? Phải có một cái chỗ ở cho nó đàng hoàng, nó tươm tất thì mới có thể là mình toàn tâm toàn ý mình xây dựng cuộc sống tương lai được. Chứ còn nếu mà cứ lông bông nơi này nơi khác, mà đặc biệt là khi mà cái người phụ nữ mà họ đã tuổi già bóng xế đó, thì họ cần một cái nơi ở sum vầy cùng con cháu. Thì các bạn đã thấy được một vài clip của những anh em trong YouTuber đã đưa lên ngày hôm qua, là cái sự mà đáng thương của cái người vợ mà mất chồng. Thì tại anh Tám Sang anh cũng đã đưa lên clip lên đó, quay cái cảnh mà người vợ khóc bên xác chồng đó, quá đau thương đi. Thì thường thường là những người mà đã khuất đó, thì họ không có muốn là cái người thân của mình có những cái hành động như thế, bởi vì họ đã ra đi không yên lòng. Nhưng mà cái sự tiếc thương của người còn ở lại đó nó quá lớn, tại vì họ không tin rằng là cái người đàn ông này họ đã bỏ đi như thế một cách rất là đột ngột như vậy, chỉ vì một cái xương cá. Thì cái chuyện điện đó nó rất là hy hữu, nó không thể nào mà nó người ta có thể tin được cái điều đó là xảy ra. Bởi vì làm sao cái chuyện mà ăn mắt xương cá, một cái nhỏ xíu như vậy mà gãy tử vong được. Và gia đình cũng đã
cố gắng rất là nhiều, bán nhà bán cửa, bượn nợ bượn nần tùm lum hết để chữa trị mà cuối cùng lại không có qua khỏi. Thì Âu cũng là cái số mạng của người đàn ông đã tới đó là dứt rồi, nói chung là trời kêu thì phải chịu thôi. Nhưng mà nó đau xót cho người ở lại các bạn. Cho nên lúc anh Tấm Sang ảnh nói rằng là thôi thì cứ để cho cha đi cho nó yên lòng chứ đừng có khóc khóc như thế. Thì thật sự thì các bạn biết rằng là nếu mà những người mà theo đạo Phật á, thì chúng ta nên đọc kinh, niệm Phật để cầu nguyện cho cái hương linh được siêu thoát. Chứ mình đừng có mà ôm sát mà khóc thì người ta sẽ đi không có được yên lòng. Cho nên chúng ta phải kiềm chế lại cái cảm xúc. Tuy là biết là rất là đau đớn, đó, rất là đau lòng, không thể nào mình chấp nhận được cái điều mà mất mát đó. Tuy nhiên thì mình phải bình tĩnh, mình dằn cái cơn đau, cái cảm xúc xuống để mình cầu nguyện, mình niệm Phật. Như vậy thì nó tốt hơn là mình cứ ôm sát mình gào khóc. Hy vọng rằng là sau cái đám tang của anh Phong thì những đứa con này nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người mẹ còn ở lại đó. Bởi vì cái sự đau đớn nhiều nhất là cái người vợ đó, cái người mẹ. Cho nên thì các con sẽ cố gắng làm quên đi cái sự đau đớn đó và làm việc để làm sao mong sao cho sớm chuộc lại cái căn nhà 350 triệu. Thật ra 350 triệu thời buổi này đó là một con số tiền, nó không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà để làm được cái điều đó mà một thời gian sớm nhất thì nó không phải là đơn giản. Cho nên chắc chắn là cũng phải nhờ tới sự giúp sức của mọi người, những mạnh thường quân khắp nơi trong và ngoài nước. Thì Quốc Võ thường để cái đường link của cái tài khoản của bé Nhung đó. Bé Nhung tức là đứa con dâu hiếu thảo mà Quốc Võ thường hay nói đó, ở trên cái clip này, để cho mọi người có thể là biết được. Và những người nào mà ở Việt Nam á thì các bạn cứ giúp đỡ bằng cách là chuyển khoản thẳng vào trong tài khoản của bé Nhung. Còn những anh chị cô bác nào mà ở California này đó mà muốn giúp đỡ đó thì tin tưởng Quốc Võ thì hãy gửi về cho Quốc Võ, và Quốc Võ sẽ gom lại hết rồi gửi về một lần, thì sẽ có những cái danh sách công bố cho nó rõ ràng. Mình mong rằng là cái câu chuyện này nó sẽ được đến tai của những người mạnh thường quân khắp mọi nơi, những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ cho cả nhà chuộc lại cái căn nhà đó. Bởi vì mình rất là đau lòng khi mình thấy cái cảnh mà đó, mình không thể nào mà chịu nổi các bạn. Coi là phải là chảy nước mắt rồi đó, tại vì nó quá là xúc động đấy. Một cái điều mất mát của một gia đình rất lớn. Dĩ nhiên là mình biết rằng là trên thế giới này, tại Việt Nam hay là những cái nước khác với chăng nữa, còn rất là nhiều những hoàn cảnh là đáng thương khác mà chúng ta không được biết. Tuy nhiên thì tự nhiên cái duyên nó đến là mình xem được, mình đọc được, mình nghe được, mình thấy được những cái hoàn cảnh đó, và nó đánh động tới lương tâm của những người mà Việt Nam xa xứ. Cho nên là cái lòng thương cảm đó nó dâng trào thành một cái cảm xúc rất lớn, và mình mong muốn rằng sẽ giúp đỡ để cho họ có một cái gì đó, họ làm một cái động lực sống trong tương lai. Và nếu như mà họ càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thì họ sẽ giúp lại được những cái vấn đề khó khăn khác. Mình tin là như vậy. Cho nên đó là lý do mà tại sao Quốc Võ liên tục chia sẻ những cái điều hay lẽ phải về những cái câu chuyện này. Đặc biệt là những cái người con hiếu thảo thì mình nên tôn vinh đó, và mình tạo ra một cái động lực để cho những đứa con hiếu thảo này nó phát triển. Bởi vì đây là thật sự là những người tốt, cho nên mình phải ủng hộ. Đó, thì đó là những cái điều mà Quốc Võ cần phải chia sẻ rộng rãi ra cho mọi người cùng biết đến cái trường hợp này. Các bạn còn biết thêm những cái chi tiết gì đó thì các bạn hãy vào kênh của anh Tám Sang, tức là cái kênh Đội Thiện Nguyện BDS á, hoặc là cái kênh của Vlog Trúc Ngân, hoặc là một vài kênh YouTube khác nữa, để các bạn tìm hiểu rất là kỹ. Trước khi mình quyết định mình giúp đỡ một người nào đó thì mình phải tìm hiểu cho kỹ.
và mình xem cái tấm lòng mình nó có đủ duyên để giúp hay không, chứ không phải là mình bắt buộc mình, ép buộc mình phải giúp. À, đó, mình mà giúp đỡ thì giúp bằng cái tâm thật sự, thật lòng yêu thương. Rồi như vậy thôi, đi đến giờ quốc gia đi làm ha. À, chúc cho tất cả các cô chú bác, các anh chị, các bạn một ngày thật là an bình hạnh phúc nha. Hôm nay các bạn thấy Quốc Võ mặc cái bộ đồ này nó có lạ hay không? Nó khác khác như vậy, bình thường mỗi ngày phải không ạ? Đó. Thì hôm nay là Quốc Võ, công việc Quốc Võ là làm về phim ảnh và âm nhạc. Thì mình phải có những cái thay đổi, nó thiền thường xuyên, nó làm mới cho trong mắt mọi người, để cho mọi người có một cái nhìn nó đa chiều hơn, là như vậy. Rồi xin chào tạm biệt nha, I love you mọi người nha, bye bye mọi người. Thì bán rồi thân là mong rằng sau này gia đình có tiền để chuộc lại. Còn nếu mà bán người ngoài là chắc chắn là sẽ mất. Cho nên thì chú cũng mong rằng mấy anh em sau cái cơn sốc này, tất cả mấy anh em mà trong gia đình gắng cố gắng lên để đi làm, để tìm lại cái ngôi nhà chính người cha đã từng yêu thương, đã gây dựng lên ngôi nhà để nuôi cho vợ và các con khôn lớn. Để gắng cố gắng để mà tìm lại ngôi nhà. Và bên cạnh đó cũng không quên nhờ tất cả bà con của bác Sài Gòn, nếu như có ai thương tình giúp đỡ cho gia đình của anh Phong, cha chồng của cháu Nhung, để mà có được ít đồng, tích góp được đồng nào hay đồng đó để sớm mà để chuộc lại cái ngôi nhà, để gia đình quay lại cái mái nhà kỷ niệm của người cha già thân thương của gia đình. Đó là cái điều mà tất cả mọi người cũng rất là mong chờ. Cái điều đó mong tất cả mọi anh em YouTube khu vực miền Tây, nếu đến chia sẻ được điều đó rất là tuyệt vời. Một tay mình chia sẻ cái tình yêu thương lan tỏ để cầu nguyện cùng với gia đình cho anh Phong được siêu thoát, và một tay mình cũng muốn chia sẻ cái tình yêu thương đó để phụ giúp cho gia đình được phần nào hay phần đó. Đây là một gia đình thật sự rất là đáng thương. Trước khi mà chú mất đó, là chú có một cái tâm nguyện gì đó chú xem? Chú mong muốn về cái chỗ nhà trọ xem coi vợ con sống cái khoảng khắc trong suốt thời gian mà đã bán nhà rồi, sống cực khổ, nhà cửa ở như thế nào, nhà mướn ra sao, để cho anh Phong anh yên lòng anh ra đi. Thì trong cái lúc mà le lé mà anh Phong hồi sinh, nói khẳng khẳng bên tai của chú, thì cái điều đó chú rất là bất ngờ. Đó là một cái duy nguyện của một cái người sắp sửa ra đi mà họ có một cái ý chí tinh thần, tình yêu thương gia đình cực kỳ cao, cho nên họ mới có được cái sinh lực hồi sinh để họ mong muốn trước khi ra đi. Họ mong muốn trước khi ra đi để mà nhìn thấy được gia đình vợ con sống yên ổn, họ mới yên tâm yên lòng ra đi. Đó là một điều hết sức là đau buồn. Cho nên thì qua câu chuyện này, chúng ta nếu mà giúp được thì điều quá tuyệt vời. Chú chỉ nói như thế. Cảm ơn chú nha. Thì hiện tại thì cô đang rất là buồn, ngồi gần chú hồi nãy giờ hơn 2 tiếng rồi đó quý vị. Đây là chú Tấm Sang. Hiện tại chú Tấm Sang chờ liệm xong rồi chú Tấm Sang sẽ về. Đây là dâu cưng của chú nè. Hết cưng rồi. Em cầm cái số tài khoản đi. Có gì cô chú anh chị giúp đỡ thì giúp đỡ cho em nha. Em có thể đọc luôn được không? Đọc đi, em đọc cho khán giả. Đọc đi cho nó rõ. 0701 1080 1414 số tài khoản của em. Cao Thị Hồng Nhung, Sacombank. Dạ. Thì có nhiều anh chị muốn giúp đỡ lên bên Mỹ á, là mỗi lần chia sẻ để cái hoàn cảnh hiện tại để cho mọi người hiểu rõ luôn. Thì từ cái lúc đầu tới giờ thì là cô chú anh chị là muốn biết là tài sản hiện tại là chồng cầm cố và số tiền bao nhiêu.
để cho khán giả biết thì có gì để kêu gọi giúp đỡ cho gia đình em nha. Dạ, em cầm chiếc xe 10 triệu mượn nợ một người 60, một người 30. Thì cái căn nhà là cầm hay là cầm đúng không? Bán. Thì số tiền mà tổng số tiền mà gia đình mà bỏ ra từ cái lúc bệnh tới giờ là khoảng bao nhiêu em? Trên 600 triệu. Chưa tính chú Tám Sơn đúng không? Không, tính luôn chú Tám với mọi người giúp đỡ, cô bác ủng hộ cho con là hơn 700 triệu. Thì hiện tại là gia đình em đang ở trong cái căn nhà trọ đúng không? Dạ. Thì anh muốn quay lên để cho khán giả bên Mỹ để biết rõ để giúp đỡ cho em. Ba em là mất từ lúc nào em? Ba em mất lúc 11 giờ. Là lúc đó ba lúc em mất á, ba có làm chăm chối gì không? Ba không kịp chăm chối luôn anh ơi. Ba hồ ra máu. Ôi ra máu, cha nói là ôi con. Em mới nói là cha ôi đi cho đừng nói nữa để mất sức. Cha ôi đi, cha không nói nữa. Cha đi luôn. Anh muốn quay một cái đoạn video ngắn thôi, thì bây giờ nhớ cố gắng gia đình, nhớ cố gắng và qua cái cơn khó khăn này. Thì đừng buồn nha. Thôi giờ vô nghỉ đi. Cố gắng lên em. Cố gắng nghỉ đi. Cảm ơn em nha. Thôi em đừng nghỉ đi. Có sức lo cho. Đừng nghỉ đi. Cố gắng lên. Cảm ơn anh chị giúp đỡ cha em tới phút cuối cùng. Sao rồi, giúp được gì anh giúp à? Rồi, dạ. Cố gắng lên nha chị, mạnh mẽ. Vô em. Dạ, cảm ơn chị. Chị có khóc gì vậy? Chị có khóc cho ba. Nhớ một hồi á, có liệm đừng có khóc. Để cho ba đi yên lòng. Nhớ nha. Dạ.